Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên cho tôi gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn một lời chúc bình an, vui khỏe và hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống. Hôm nay tôi trở lại với các bạn với một chủ đề tin tức mới nhất vừa cập nhật. Đó là nói về người phụ nữ quản lý khách sạn đã giúp đỡ người đàn ông bị rắn cắn. Và tình hình sức khỏe của người đàn ông này giờ ra sao? Xin kính mời các bạn cùng lắng nghe và theo dõi. Thưa các bạn, đây là hình ảnh của cô Nguyễn Đỗ Túc Phương, là cô gái được cộng đồng mạng xã hội tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây, vì đã có hành động kêu gọi từ thiện ủng hộ người đàn ông bị rắn hổ mang cắn tại Tây Ninh, và có rất nhiều việc tốt giúp đỡ nhiều người khác khó khăn hơn. Và sau đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy cùng lắng nghe theo dõi chi tiết câu chuyện này. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục trở lại với các bạn với những thông tin mới nhất vừa cập nhật. Đó là nói về nữ quản lý khách sạn giúp đỡ người đàn ông bị rắn cắn, tốt bụng như từ là cổ tích bước ra. Và câu chuyện của cô ta nó đã lan truyền trong những ngày qua trên các cộng đồng mạng đều biết về là người là phụ nữ này. Có cái tên rất là đẹp, đó là Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Và cô ta đã để gây lại rất nhiều ấn tượng vì một tấm lòng quá là tốt đối với là một người là phụ nữ trẻ đẹp. Và hôm nay tôi sẽ gửi tới các bạn là chi tiết về người phụ nữ này và cũng là tình hình sức khỏe mới nhất là đến từ bệnh viện là Chợ Rẫy về tình hình của là người là đàn ông bị rắn độc là hổ mang cắn như thế nào. Thưa các bạn, Nguyễn Đỗ Trúc Phương là cô gái được cộng đồng mạng xã hội tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây, vì hành động là kêu gọi từ thiện ủng hộ người đàn ông bị rắn hổ mang cắn là tại Tây Ninh, và có nhiều việc tốt giúp đỡ những người là khó khăn khác. Khi biết là hoàn cảnh gia đình của là anh Tâm, 38 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện là Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, người bị rắn hổ mang chúa cắn rất là khó khăn, cô gái xinh đẹp Nguyễn Đỗ Trúc Phương, 26 tuổi, từng là du học sinh Úc, đã là quyên góp được là 181 triệu đồng trong là mấy ngày liên tiếp. Và những ngày sau này cô cũng đã quyên góp được là gần 200 triệu đồng tổng cộng đó các bạn ạ. Và ngày nào cô cũng có mặt là ở bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh hàng tiếng đồng hồ để cùng là chị là Bùi là Thị Ngọc tuổi, vợ của là anh Tâm, lo thủ tục cho anh và đưa chị đi là chuyển tiền vào thẻ ngân hàng. Đó, nên là việc làm của là cô gái này là mấy ngày qua là trên các cộng đồng mạng là đều biết tới là cái nữ là xinh đẹp này. Và cô ta là lập sổ tiết kiệm để vợ chồng anh sau này là có số vốn để làm ăn. Và vì là chị tuổi là không biết chữ, tức là vợ của người đàn ông bị rắn cắn là không biết chữ đó các bạn. Và Phương còn cho biết là cô đang bàn với là chị tuổi là khi nào mà anh Tâm hồi phục thì lấy tiền mua thêm chiếc xe máy, vì xe ở nhà anh chị cũ lắm rồi, mua thêm là cả cặp bò để làm vốn. Thì những câu chuyện này thì liên tục là mấy ngày đây là trên các cộng đồng mạng hướng tới là cô gái trẻ này, và rưng nhận số tiền hỗ trợ từ Phương. Chị tuổi là bày tỏ được nhiều người giúp đỡ khiến chị thấy là ấm lòng, thấy là tình người ấm áp. Thưa các bạn, trước khi là giúp đỡ là gia đình anh Tâm bị rắn hổ mang chúa cắn á, thì cô gái xinh đẹp Trúc Phương đã là đăng thông tin chia sẻ về kêu gọi hỗ trợ cho là chú Hải chạy xe ôm. Phương kể ban đầu chỉ là tính quyên góp chừng hơn là 10 đến 15 triệu để mua xe là cũ còn tốt, nhưng sau đó là số tiền đã lên tới là 40 triệu đồng Phương đưa cho là chú Hải xe ôm đi mua một chiếc xe máy mới, điện thoại mới và nhiều quần áo, dép, đồ dùng sinh hoạt. Đó là Phương chia sẻ thêm nha.
Và được biết là Trúc Phương là sang Úc là du học từ là 10 năm trước và làm công tác từ thiện là cách đây là 5 năm. Phương thường gửi tiền về Việt Nam để ủng hộ là viện phí cho những trường hợp là có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà. Cô mới về Việt Nam là từ năm ngoái, dành nhiều thời gian để trực tiếp đến thăm và giúp đỡ là nhiều trường hợp khó khăn hơn. Đây là quả một tấm lòng vàng mà trên báo chí thường đọc cho là cô ta là đúng là một nàng tiên trong chuyện cổ tích của thời hiện đại bây giờ. Và Trúc Phương hiện đang là người mẫu ảnh và quản lý một khách sạn. Là do là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên khách sạn đang tạm đóng cửa để sửa chữa, nên cô có nhiều thời gian để đi giúp đỡ nhiều người khác. Và trên các trang mạng xã hội là không ngớt là ngưỡng mộ và chia sẻ hình ảnh cô gái xinh đẹp và tốt bụng này, như là từ trong là một cái câu chuyện cổ tích vậy. Là thật là rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn là cái tấm lòng vàng của cô. Một cô gái mới có 26 tuổi mà có một tấm lòng rất là tốt, mà đã làm từ thiện là 5 năm rồi. Và cô là quản lý một khách sạn. Và tiếp theo là các bạn gửi đến các bạn là tình hình sức khỏe của là anh Tâm tại bệnh viện vào tối ngày 25 á. Thì hiện tại ở bệnh viện Chợ Rẫy rất nhiều là các anh chị em làm bên là YouTuber á, là cùng hay thường xuyên ở đó để lấy tin. Và những tin tức là anh em thường đăng liên tục trên là các trang là YouTube hàng ngày, hàng giờ, nên là nắm bắt tình hình thông tin cũng là khá dễ và khá rõ ràng. Và tình hình thì theo bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy thì cho biết á, thì anh Tâm cũng còn là khá nặng nhưng không còn có nguy kịch nữa các bạn ạ. Rất là mừng. Đó. Và anh cái vùng mà bị rắn cắn á thì nó hơi bị giống như nó thúi thịt cho các bạn. Và các bác sĩ cần là cắt đi để ghép cái da mới vào cái chân của anh. Và vừa rồi thì theo thông tin của vợ anh Tâm cho biết á, là hai chân của anh không có bị sao hết á, tức là không có bị cắt, không bị liệt. Thịt thúi thì là cả bác sĩ cắt rồi sẽ bỏ vào những miếng thịt mới để may lại. Và thứ hai nữa là vừa rồi là chị Tuổi, vợ của anh Tâm, về quê là chứng nhận là giấy một gia đình hộ nghèo để là dưới bệnh viện Chợ Rẫy sẽ giảm được cái viện phí rất lớn cho là anh Tâm. Đó là một điều đáng mừng, tại vì là chứng thực phải là gia đình anh Tâm có phải hộ nghèo hay không, đây là một điều là bệnh viện là cần phải là quan tâm. Nên là chị Tuổi đã là ngày hôm qua đó, ngày hôm qua là ngày 25 đó, về quê và đã làm được là chứng thực được là cái giấy là hộ nghèo và đưa xuống bệnh viện. Và chị Tuổi cũng nói rất nhiều và khóc rất nhiều và rất cảm ơn rất nhiều, là nhất là các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, tất cả bao nhiêu người đều tập trung để cứu chữa cho chồng chị. Và thứ hai nữa là các bác sĩ trong bệnh viện Chợ Rẫy là đi gom góp tiền và để là đưa cho chị để lo là thuốc thang cho chồng. Và chị cũng nói thêm là tất cả người thành phố Hồ Chí Minh đều là chung tay để hỗ trợ cho là vợ chồng chị. Chị vừa khóc vừa nói là rất là tội, rất là thương trong một hoàn cảnh. Và những tấm lòng vàng trên đất nước Việt Nam của chúng ta cũng còn rất rất chi là nhiều người tốt đó, bầu ơi thương lấy bí cùng đó. Nên là một việc làm của là Trúc Phương và một câu chuyện của anh là bắt rắn vì là đóng tiền học cho con mà phải lao mình vào đi bắt rắn để bán rắn để phụ tiền giúp cho vợ con là đóng tiền học, nên đã gây là cái cảm xúc rất là mạnh. Và điều đặc biệt nhất nữa là khi anh bị rắn cắn này và anh ôm luôn con rắn xuống dưới bệnh viện để các bác sĩ biết là con rắn này là rắn gì để là cứu chữa cho anh. Đây quả thầy thấy là một điều rất là vô cùng xúc động trong câu chuyện này. Và trên mỗi trang cá nhân, trên các trang mạng như bên YouTube hoặc lên trên Facebook đều nói tới là anh gia đình anh chàng này rất nhiều. Và rất là may mắn anh đã thoát qua được cái cửa của tử thần. Và cái thông tin là chiều tối ngày hôm qua, ngày 25, vậy là anh vẫn còn nặng nhưng mà không còn nguy kịch nữa, thì cũng rất là mừng. Và tôi cũng gửi lời đến là thăm vợ chồng anh, chúc cho anh mau chóng là bình phục thật là nhanh.
để con về với vợ con, và cũng là gần đến là tháng 9 rồi, các cháu cũng chuẩn bị là bước vô học, và cũng là cầu mong sao là anh chị có một số vốn nho nhỏ để về quê. Đó cũng như lời của là cô Trúc Phương nói á, là mua thêm cặp bò để làm kinh tế thêm, để xóa đói giảm nghèo được. Và đến đây thì tôi cũng chúc cho gia đình hai đứa con của anh luôn luôn bình an và mạnh khỏe. Anh nhanh chóng rồi chóng khỏe xuất viện, đó là điều mong nhất, mà không phải riêng tôi mà rất nhiều các cộng đồng mạng cũng chú ý đến anh. Và đến đây thì tôi cũng xin chúc cho quý vị và các bạn có một ngày mới thật bình an, vui khỏe, hạnh phúc, và có một ngày làm việc thật là may mắn. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn các bạn luôn luôn đóng góp ý kiến là ủng hộ kênh cho Minh Hải Miền Đông. Tôi cố gắng cập nhật những thông tin nóng nhất, nhanh nhất, chính xác nhất để gửi tới phục vụ cho quý vị khán giả luôn ủng hộ trên kênh của tôi. Đến đây tôi xin chào và tạm biệt.